còn anh, một trong cái điểm mà có thể tiếp nhận phần nào toàn bộ quần áo của các bạn mà không dùng đến, chúng ta cố gắng là gấp gọn, giặt sạch sạch sẽ để trước khi cho hết vào đấy. Đúng rồi. Xong tí rồi bố xếp xong.